Ở cái thời buổi, vật giá thì leo thang, tiền lương thì đứng hình. Vợ chồng chị Dậu làm quần quật quanh năm vẫn không đủ đóng tiền điện phí. Chồng chị thi thoảng lại lên cơn ngáo. Chị vẫn chưa hiểu tại sao chồng mình lại chưa đi theo Huấn và Khá. Sao ông lại về? Chắc lại lên cơn ngáo rồi đúng không? Hút thuốc lào, lâng cao sĩ diện. Khổ thân tôi, mấy đứa nhỏ, cơm nó chẳng chịu ăn, nó cứ đòi ăn phở thôi. Con cơm đâu còn chịu ăn phở không thầy thôi. Con ăn cơm đâu. Đến tháng đóng tiền điện rồi, mà cứ ra đường là kẹt xe. Mà chẳng hiểu thế nào, nhà có mấy mẹ con, tiền điện lại tăng gấp đôi tháng trước. Thế này thì có bán nhà cũng không đủ tiền mà giả. Thầy xem, nhà mình còn gì bán được. Thầy bán, lấy tiền mà giả. Chứ cứ như thế này, đây mẹ để lại con, có khác gì tín dụng đen kia chứ. Mà cũng tại bà cả đấy, đã không có sức thì chớ, đêm về lại cứ hì hục, đến lúc để một đống như chuột đồng thế, bố ai mà kham nổi. Này nhá, lúc sướng thì cả hai cùng sướng. Bây giờ ông đổ hết lên đầu tôi là thế nào? Mà cái loại ông một phút phụt ba phát thì sướng sung cái nỗi gì? Này nhá, tao là chồng mày chứ không phải con ghẻ mày nhá. Mày ăn nói bố lão bố tết nó vừa phải. Mình ơi, em mình mang nó qua bán cho lão Hạc. Nhưng nó là giống Shiba, cho cũng chẳng có ai lấy. Ông bán đi thì được mấy hào? Đã bảo thịt đi thì chớ, nuôi nó bằng nuôi bốn mẹ con tôi đây này. Để tôi. Thầy nó ơi, sao rồi, có bán được không? Lão Hoạt tuy hiểu biết nhưng sao qua tôi được. Chó Shiba tôi bảo là chó vàng, ông ấy mua ngay. Lão Hạc ơi, Lão Hạc, Lão Hạc ơi. Ôi, Dậu đấy à? Sao hôm nay lại sang nhà thăm tôi thế? Hay thầy nhà đi vắng? Nhà cụ có quán thịt cây, thầy có mua con này tôi bán rẻ cho. Thầy với chó gì ở đây? Nay tôi nghỉ rồi, tôi ăn chay. Mà nó là chó vàng phải không? Nó thông minh thế, sao lại bán đi? Chả giấu gì cụ, tiền điện tháng này gấp đôi tháng trước. Nhà có mỗi nó, đành đứt ruột bán đi. Thôi thì lấy nó cõng thuế, cõng siêu vậy. Thế nhà chị còn thiếu bao nhiêu? Cả gốc lẫn lời 4.000 cụ ạ. Thôi bây giờ thế này, tôi đưa thêm 500 nữa là 4.500. Ơ nhưng mà... Không nhưng vậy gì hết. Có được không thì... Để tôi còn liệu. Được chưa? Được, 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 được. Dạ, con đợi em cụ ạ, con đợi em cụ ạ. Thôi,
Lấy tiền về mà lo tiền điện đi. Mà này, hôm nào ống nước có hỏng thì nhớ gọi thằng Chí nhà tôi. Nó mới về đấy. Và từ đó, chó Shiba sống cùng lão Hạc. Ông gọi nó với một cái tên thân mật mới: cậu vàng.